Các bạn đang nghe truyện mạc thế chi toàn năng đại sư trên kênh TV Audio CV. Chương 637, cấp B chết không nhắm mắt, 2. Đây là kết quả khi chưa cô động, huống chi hiện tại thân thể của Tần Phong không phát huy được nội lực to lớn, hắn vẫn là dị năng giả cấp D8. Nhưng tự ly đến cấp C cũng gần rồi, đầu ngón tay Tần Phong bắn ra một đạo địa ngục hỏa rơi vào trên người vong đô thành chủ, ngọn lửa xì xì thiêu đốt, chẳng mấy chốc thiêu hủy nhục thể của hắn ta, Bây giờ, chỉ còn lại một số vũ khí nội giáp, còn có trang bị phù văn không gian của đối phương. Đinh đinh đang. Tìm kiếm một chút lại tìm ra năm món trang bị phù văn không gian, vong đô thành chủ này thật sự quá có tiền. Đương nhiên, nếu hiện tại có ai giết được Tần Phong, tìm ra hơn 10 trang bị phù văn cũng bình thường. Tần Phong hơi kiểm tra một chút, không khỏi bị tên thổ hào này dọa cho sợ ngây người. Chỉ số năng nguyên của vong đô thành chủ đã vượt qua 300.000 ức khỏi phải nói đến đủ loại tinh hạch tài liệu kia a à, vong đô thành chủ này rảnh rỗi đuổi theo ta làm gì nếu không dựa vào những bảo bối này có thứ gì không đổi được tần phong nói đám người quách quan trơ mắt nhìn nhân vật phong vân vong đô lại chết ở nơi này như vậy tần phong còn thở dài nói một câu khiến bọn họ không biết nên thể hiện tâm trạng của mình như thế nào lão đại có lẽ hắn chỉ vì mặt mũi người giết người của hắn Khiêu chiến uy nghiêm của hắn mới đuổi theo muốn dạy cho ngươi một bài học, Kim Phi nói. Tần Phong cười nhạt một tiếng, cho nên đã nói phải lượng sức mà đi. Khóe miệng quách quan giật giật, e rằng hắn cũng không ngờ đến. Lấy thân phận thành chủ của Vong Đô, cổ võ giả cấp B2, đối mặt với một năng lực giả cấp D không phải đơn giản như bóp chết một con kiến sao, ai có thể ngờ con kiến này lại mang theo độc, bị cắn ngược một cái, ngược lại khiến Vong Đô thành chủ mất mạng. được. Đừng vây quanh đây nữa, quét dọn sạch sẽ, tiếp tục lên đường." Tần Phong mở miệng nói. Người xung quanh bắt đầu làm việc, chỉ có điều địa vị của Tần Phong ở trong lòng bọn họ đã đạt tới độ cao như núi, như thần chỉ, lão đại, hiện tại phải về Vong Đô sao?" Quách Quang hỏi. Vì sao về Vong Đô?" Tần Phong căn bản không nghĩ đến việc quay về. Quách Quang nói, "Nhưng lão đại đã giết chết thành chủ, chỉ cần chúng ta quay về thậm chí có thể kế thừa vị trí thành chủ vong đô nói vậy toàn bộ vong đô đều thuộc về chúng ta một khi suy nghĩ này xuất hiện sẽ khiến người ta nhiệt huyết sôi trào thậm chí dục vọng tăng trưởng vô hạn vong đô kiếm được quá nhiều tiền dù là đánh cược ở đăng thiên đài thậm chí vé ra vào vong đô toàn bộ vong đô đều là một bộ máy vơ vét của cải xác chết đã mất ta nói ta giết vong đô thành chủ thì người khác sẽ tin sao dù bọn họ tin tưởng chẳng lẽ người của thế lực hắc ám khác không đến sao? Có một vong đô thành chủ cấp B là đủ rồi, chẳng lẽ còn dự định giết một tên cấp B nữa? Giết được sao? Tần Phong nói. Quách Quang lập tức bị dội một chậu nước lạnh, trở nên ủ rũ. Nói cũng phải, mặc dù Tần Phong giết chết vong đô thành chủ, nhưng phần lớn vẫn là vận khí, nếu lại có một cấp B đến, chưa chắc đã có khả năng thành công. Xung quanh vong đô còn có rất nhiều lão đại cấp B thành lập thế lực, nhưng những người kia không nuôi người rảnh rỗi cũng không muốn làm căn cứ, đều là một đám năng lực giả cùng hành động, thỉnh thoảng tống tiền của liên minh nhân loại, cướp một vài xe chuyển hàng cấp thấp. Nhưng điều này không có nghĩa thế lực của những người này yếu kém. Ngược lại, có rất nhiều năng lực giả cấp B, những người này đều đang nhìn chầm chầm vong đô, nếu Tần Phong quay về lấy vị trí thành chủ, chẳng phải thành chim đầu đàn, đã vậy, cần gì phải lội vào vũng nước đục này, nghĩ đến đây, Quách Quang cũng suy nghĩ thông suốt. Đi theo Tần Phong là được, ngược lại vui vẻ thoải mái. Cứ thế, những người khác càng không có ý kiến, cũng không phản bác quyết định của Tần Phong. Phi thuyền bay trên bầu trời 4 ngày, cuối cùng đã đến Sai Thành, cốc cốc cốc. Cửa căn phòng hào hoa của Tần Phong bị gõ vang. Nhưng Tần Phong không để ý đến, lúc này hắn còn đang luyện công, hấp thu nội lực của cổ võ giả cấp B, đầm nước gấp 20 lần cuối cùng bị Tần Phong nén lại chỉ còn lại bốn đầm. Tần Phong thu công, rời khỏi phòng luyện công. Bạch Ly đã mở cửa. Kim Phi nói đã đến Sai Thành, nhưng càng đi về phía trước có thể gặp phải tiễn tháp của Sai Thành, hỏi ngươi có muốn tiếp tục đi tới không, Bạch Ly nói. Tần Phong kết nối thiết bị thông tin, sau đó đưa ra mệnh lệnh. Tìm chỗ hạ xuống. Đã rõ, giọng quách quan truyền đến. Kênh nói chuyện của hai người là kênh trong phi thuyền trên phi thuyền có rất nhiều người nhưng đồ ăn lại không nhiều cần phải tiến hành mua sắm ở sai thành hạ xuống một địa điểm an toàn ở bên ngoài sai thành quách quang lập tức chỉ huy người thả ra bột đuổi thú ở xung quanh đảm bảo nơi này an toàn tần phong dẫn theo bạch ly xuống phi thuyền so sánh với hoàn cảnh đè nén ở vong đô bên ngoài sai thành gần như là thiên đường của nhân gian hiện tại nghỉ ngơi ở chỗ này một chút phải người đi mua sắm một vài đồ dùng đi quá vội vàng còn chưa chuẩn bị gì, Tần Phong nói. Người trên phi thuyền nhận được tin tức cũng bắt đầu hành động, Kim Phi không hề rảnh rỗi, nhận nhiệm vụ lần này tiến về sai thành. Nhưng sau khi những người kia rời đi không lâu, Tần Phong đứng tại chỗ cũng cảm giác dưới chấn truyền đến sự rung lắc dữ dội, cây cối lắc lư. Quách Quang cũng đang ở bên ngoài, cảm nhận được tình huống như vậy lập tức ngạc nhiên. Động đất Không sai, loại cảm giác này như là động đất tần phong hơi ngạc nhiên sao bây giờ đã bắt đầu rồi còn một tuần nữa mới đến mốc thời gian mà ta biết tần phong nghĩ như vậy nhưng động tác lại không chậm về phi thuyền trước tất cả người đi bố trí bột đuổi thú đều quay về phi thuyền quách quang cũng điều khiển phi thuyền bay lên nhưng sau khi bọn họ rời đi chấn động trên mặt đất đã ngừng lại chỉ là động đất nhỏ quách quang cũng không hiểu ra sao trước tiên xem tình hình đã phi thuyền đừng hạ xuống Tần Phong nói. Được, Quách Quang gật đầu, mặc dù hiện tại nhân loại tiến hóa vô cùng cường hãn, nhưng đối mặt với thiên tai vẫn rất e ngại, cho nên vì không xảy ra chuyện bất ngờ, phi thuyền cứ lơ lửng bên trên, Tần Phong lắm tiền nhiều của, những năng lượng này là chính trâu mất một sợi lông với hắn. Chỉ sau một giờ, phi thuyền của Tần Phong lại truyền đến thông báo khẩn cấp, Kim Phi bị chặn ở trên đường. Lão đại, đường cái bị chặn lại, phía đông sai thành xuất hiện một cái trùng triều cỡ nhỏ kỳ quái lại là một đám phiên thổ long phiên thổ long cũng là con dung to lớn thật ra loại sinh vật này có mặt ở khắp nơi mạnh nhất cũng chỉ cấp e nhưng phiên thổ long cấp e cũng rất đáng sợ nếu để những dị thú này tiến vào thành thị trong thời gian một ngày có thể phá hủy căn cơ của một tòa thành thị cho nên kim phi mới thấy kỳ quái vì phiên thổ long cũng không phải quần cư tần phong nghe được tin tức lập tức hiểu ra xem ra mình không đoán sai chuyện kia thật sự đã xảy ra đương nhiên cũng có lẽ bây giờ chỉ là điềm báo mà thôi tần phong nhớ rõ trước khi sống lại tháng 7 năm nay ở sai thành đã xảy ra một chuyện trọng đại một vết nứt không gian vô cùng to lớn xuất hiện ở lòng đất gần sai thành vết nứt ở khắp mọi nơi lại xuất hiện trong lòng đất không chỉ như thế trong khe hở lại đè ép ra một mảnh khoáng mạch loại khoáng mạch này vô cùng trân quý, ở trên địa cầu những khoáng thạch này được gọi là địa mạch mẫu tinh, một cái địa mạch mẫu tinh lớn bằng móng tay có giá trị 100 triệu, loại này cứ như kết hợp vị diện khác biệt, kết quả tạo ra là vỏ trái đất vận động, động đất liên tục xảy ra. Không chỉ như thế, trong khe hở còn xuất hiện vô số trùng tộc. Tất cả những trùng tộc này đều là trùng tộc biết đào đất, phá hỏng mặt đất, thật sự đã tạo thành một đường hầm to lớn, Thông suốt bốn phía ở trong lòng đất sai thành, trực tiếp thông về phía vết nứt không gian. Cho nên, sau này sai thành càng ngày càng nhiều trùng thú, đương nhiên vì địa mạch mẫu tinh nên nhân loại cũng càng ngày càng nhiều. Cứ thế, trình độ trận chiến của hai phe kịch liệt không thua gì lũng xuyên. Cho đến ba năm sau, mới có người không may bị một đám thiết giáp nghỉ bắt được, vận chuyển đến sào huyệt dưới đất, lúc chạy ra mới phát hiện vị trí vết nứt không gian này giấu trong lòng đất từ đó báo cáo cho liên minh nhân loại. Bởi vì lúc ấy đã không sản xuất ra địa mạch mẫu tinh, cho nên liên minh nhân loại mới phát ra trang bị ổn định không gian, giải quyết hoàn toàn vấn đề nơi này. Bây giờ, có lẽ chỉ là điềm báo vết nứt vừa xuất hiện. Ngươi không cần cưỡng ép đột phá, ta cũng đi xem một chút, Tần Phong nói với Kim Phi. Được, cảm ơn lão đại. Để Kim Phi tự đột phá, Kim Phi cũng không có lá gan này phiên thổ long cấp e thật sự quá mạnh, cũng rất to lớn, hắn ta thật sự không dám cưỡng ép đột phá. Tắt máy bộ đàm, Tần Phong cũng ra lệnh cho Quách Quang. Tiếp tục lơ lửng, ta và Bạch Ly đến chỗ Kim Phi xem thử. Tần Phong lấy ra vân đoan hào, bay ra ngoài. Trên bầu trời, chỉ đi tiếp 5 phút đã có thể thấy hình dáng của Psy Thành, vách tường đều được chế tác từ cự một vô cùng rắn chắc, hơn nửa loại cự một này giống với lệ châu hoa, có thể thả ra khí tức xua đuổi dị thú rất ít dị thú đến quấy rối sai thành bây giờ ở chỗ cách sai thành ngàn mét mặt đất nổi lên cao cao từng con phiên thổ long đang nhúc nhích thân thể trong đó tiển tháp ở rìa ngoài cũng hoàn toàn bị phiên thổ long quấn quanh đã lung lay sắp đổ cứu mạng a a a ai đến cứu ta năng lực giả bên trên chỉ là cấp ép thực lực rất yếu chỉ là người canh gác trên tiển tháp mà thôi bây giờ tai nạn buông xuống, hắn ta là người đầu tiên gặp xui xẻo. Vân đoan hào của Tần Phong nhanh chóng hạ xuống, họng pháo lóe ra tia sáng. Xì xì. Hai chùm sáng bột phát ra. ầm ầm. Hai chùm sáng này trực tiếp rơi xuống trên người phiên thổ long, ánh sáng cường đại khiến phiên thổ long vỡ thành hai mảnh từ giữa. Chỉ là hai đoạn phiên thổ long này chia ra ngọ ngoại thân thể, như cảm nhận được nguy hiểm, tất cả đều chui vào lòng đất nguy cơ của tiễn tháp tạm thời được giải trừ. Nhưng càng nhiều phiên thổ long hoạt động trên mặt đất, động đất cũng lặng yên xảy ra. Thật ra nhìn kỹ lại thì mặt đất nơi này cao hơn bình thường rất nhiều, chỉ vì phiên thổ long tồn tại nên một số người cảm thấy đất bị lật đến tơi xốp. Cứ thế, tất nhiên bọn họ không có khả năng phát hiện bí mật trong lòng đất. Bạch Ly, cảm ứng xem trong lòng đất có vết nứt hay không, Tần Phong nói. Bạch Ly nhắm mắt lại, sau đó gật đầu, có hơn nữa có một mảnh vỡ vị diện rất nhỏ đã tiến hành dung hợp trong lòng đất quả nhiên nhưng hiện tại chỉ mới dung hợp một góc mà thôi hơn nữa loại dung hợp này cũng cần thời gian không phải có thể hoàn thành ngay được sai thành không thể dùng bộ đàm điều này cũng dẫn đến lúc thú triều bạo phát bên sai thành không cách nào nhận được tin tức vì tần phong bắn ra hỏa lực người canh gác trong tiển tháp như thấy được vị cứu tinh liều mạng la hét kêu gào tần phong tần phong thả xuống một sợi dây thừng cứu đối phương ra cảm cảm ơn đại nhân đối phương bò lên máy bay trực thăng sau khi thấy tần phong và bạch ly cũng cả người chấn động hoàn toàn không ngờ đối phương lại có đẳng cấp cao như vậy nhưng có thể có được loại máy bay trực thăng như vân đoan hào chắc chắn rất có tiền biết lái máy bay trực thăng không tần phong trầm giọng mở miệng a à. a à, biết người kia vội vàng gật đầu Mặc dù hắn ta chỉ là một năng lực giả cấp ép, nhưng là một thương giới giả nên từng dùng máy bay trực thăng mấy lần. Tần Phong nhường vị trí lái, gọi hắn ta đến, sau đó một mình nhảy xuống từ cửa khoang. a à, Đại nhân làm cái gì vậy? Người này vội vàng rung giọng hỏi thăm Bạch Ly, dù sao bên dưới đã bạo phát thú triều, những cái kia đều là dị thú cấp e kinh khủng, còn là phiên thổ long xuất quỷ nhập thần, sao Tần Phong lại nhảy xuống? nhưng hành động tiếp theo của Tần Phong lại khiến thương giới giả cấp ép này giật mình. Tần Phong rơi thẳng xuống mặt đất, phiên thổ long to lớn thấy Tần Phong lập tức há miệng cắn. Nhưng lấy tốc độ của Tần Phong, những phiên thổ long này căn bản không chạm được vào góc áo của đối phương, sau đó, ngọn lửa bộc phát khắp trời. Địa ngục hỏa thảm. Trong vòng trăm mét, tất cả đều bị ngọn lửa bao phủ. Chi chi chi, ngọn lửa kinh khủng lập tức khiến những con phiên thổ long này bị đốt đến hét thảm thân thể phiên thổ long to lớn di chuyển quỷ dị nhưng lực phòng ngự rất thấp sau khi tần phong bột phát ra địa ngục hỏa thảm trực tiếp đốt bọn chúng thành tro tàn tần phong di chuyển vị trí ngọn lửa cũng di chuyển theo nơi đi qua không còn một ngọn cỏ thuận buồm xuôi gió ý thức lực của tần phong vẫn đang khóa chặt lòng đất tìm được tần phong tâm niệm vừa động nhanh chóng dùng ý thức lực khống chế một cái tinh thạch nho nhỏ bóc ra từ trong hang động của phiên thổ long chuyển lên phía trên im hơi lặng tiếng rơi vào trong tay tần phong đây là một tinh thể lớn khoảng móng tay hiện ra màu vàng bên trong dựng dục năng lượng hùng hậu địa mạch mẫu tinh thật ra những phiên thổ long này hành động khác thường như thế cũng vì địa mạch mẫu tinh bọn chúng đang tìm kiếm địa mạch mẫu tinh ở trong lòng đất sau đó nuốt vào tiến hóa thân thể trong số phiên thổ long bị tần phong giết chết cũng có rất nhiều con đã thôn vệ địa mạch mẫu tinh nhưng còn chưa tiêu hóa sau khi tần phong dùng địa ngục hỏa thảm đốt cháy tất nhiên địa mạch mẫu tinh tróc ra đều bị tần phong cầm đi lúc này một trận thú triều vô cùng nguy hiểm lại được giải quyết bởi dị năng cường đại của tần phong thương giới giả này há to miệng trận tròn mắt dị năng giả đại nhân đây chắc chắn là dị năng giả mạnh nhất mà thương giới giả này từng thấy trong lúc giơ tay lại phát ra ngọn lửa trải rộng trăm mét, dị thú to lớn lại không chống đỡ nổi những ngọn lửa này, tất cả đều bị đốt thành tro tàn. Ngay lúc thương giới giả này ngạc nhiên, dường như một tòa tiễn khác ở đằng xa đã phát hiện ra vấn đề, phát ra tín hiệu cảnh báo màu đỏ. Tín hiệu này cũng chỉ là khói lửa, chỉ sai thành có thể thấy mà thôi. Tần phong vung tay lên để máy bay trực thăng hạ xuống, lúc này lại có một chiếc chiến xa huyền phù chạy đến. Lão đại, là Kim Phi, trước đó Kim Phi cách nơi này không xa lắm, rất nhiên đã nhìn thấy tình cảnh ở nơi này. Ừm, đưa người lính gác này đến chỗ an toàn trước đó, sau đó lại quay về, Tần Phong phân phó một tiếng. Được, Kim Phi gật đầu. Người lính gác kia cảm động đến rơi nước mắt, cảm ơn đại nhân, cảm ơn. Đối phương không chỉ cứu mình còn suy nghĩ cho mình, một vị đại nhân địa vị cao thượng như vậy thật sự khiến hắn ta kích động đến mức không biết nói gì cho phải, Tần Phong không để ý đến đối phương, dẫn theo Bạch Ly trở về đường cũ. Sau khi quay về phi thuyền, hắn lấy ra địa mạch mẫu tinh, tất cả là 11 viên. Đương nhiên, 11 viên này có lớn có nhỏ, nhỏ chỉ bằng móng tay, to lại bằng nắm đấm. Khối địa mạch mẫu tinh to bằng nắm tay này có giá trị chục tỷ. Có thể nói, chỉ là thời kỳ phát ra một số dấu hiệu, Nơi này đã thừa thải đồ vật trăm tỷ như vậy, có thể nghĩ được giá trị của nó. Thật ra, loại ước định giá trị này vẫn là vì sau đó số lượng sản xuất địa mạch mẫu tinh quá lớn. Nếu chỉ nói về địa mạch mẫu tinh ở trên địa cầu, giá trị còn phải tăng lên mấy chục lần. Huống chi, địa mạch mẫu tinh là thứ mà không một năng lực giả nào có thể từ chối. Thứ này có thể tiến hóa tinh hạch dị năng cho dị năng giả, để tinh cầu dị năng trở nên to lớn hơn đối với cổ võ giả, muốn từ cấp A đến cấp S sinh ra sự thay đổi về chất, vậy càng cần địa mạch mẫu tinh. Một thứ như vậy sao có thể không nên đón sự tranh đoạt của những người khác? Tích tích tích! Bộ đàm kêu lên, Tần Phong mở ra xem, là Kim Phi. Lão đại, thành chủ sai thành phái người đến, muốn cảm ơn sự giúp đỡ trước đó của ngươi, Kim Phi nói. Ồ, Tần Phong suy nghĩ, mở miệng nói, được, chút nữa ta sẽ đến bạch ly ta đi ra ngoài một chuyến ngươi nghỉ ngơi ở trên phi thuyền một chút đi vì sao không dẫn theo ta bạch ly hơi kỳ quái hỏi vì tộc trưởng sai thành là một lão dâm tà ta sợ hắn coi trọng ngươi đến lúc đó ta chỉ có thể giết hắn bạch ly cười hì hì nói vậy thì giết đi đến lúc đó chúng ta làm tộc trưởng được ngoan một chút biết rồi ta chỉ nói đùa thôi bạch ly cũng không thèm để ý muốn nàng ở lại thì ở lại tần phong rời khỏi phi thuyền dẫn theo kim phi và quách tung đến sai thành trước đó nhìn thoáng qua đằng xa sai thành là dùng tường cự một xây dựng thành một tòa thành thị vì vị trí địa lý nên thời tiết nóng bức kéo dài binh lính thủ thành đều trần như nhộng bên hông chỉ quấn một cái váy rơm không chỉ như thế tiến vào bên trong sẽ phát hiện ngay cả nữ tử cũng chỉ có chút vải vóc che đậy mà thôi thậm chí sau khi thấy năng lực giả các nàng sẽ trực tiếp quỳ xuống đất hành lễ loại bầu không khí này thật sự đòi mạng tần phong cũng không muốn để bạch ly đến việc sai thành là chế độ tộc trưởng cộng thêm nữ tử có địa vị quá thấp dù bạch ly là năng lực giả cũng có thể bị yêu cầu thay sang quần áo ít vải cho người ta thưởng thức đến lúc đó tần phong thật sự sẽ giết người hơn nữa hắn cũng không muốn để bạch ly nhìn thấy tình cảnh như vậy chẳng mấy chốc dưới sự dẫn đường của người thông báo Tần Phong bước vào Hoàng Cung Sai Thành, thật ra cũng là vị trí của tộc trưởng. Tộc trưởng của Sai Thành gọi là Apop, đương nhiên đây chỉ là một cách gọi, tất cả tộc trưởng đều được gọi như vậy. Cả người Apop đen xì, thân thể mập lùng, phần eo toàn là thịt mỡ nhưng không nên xem thường người này, hắn ta lại là một dị năng giả hệ một, đẳng cấp cũng là cấp C. Nếu vì vấn đề này mà coi thường đối phương, có khả năng còn không biết mình chết như thế nào vì apod am hiểu dùng độc tần phong biết sau khi địa mạch mẫu tinh xuất hiện apod là nhà ở ven hồ hưởng ánh trăng trước lập tức nắm giữ tài nguyên lớn nhất hơn nữa sợ những người khác phát hiện nên âm thầm độc chết một đám người nhưng cuối cùng việc này vẫn lộ ra dù sao tình cảnh dung hợp một vị diện nhỏ quá hùng vĩ dù là như thế apod cũng không hề dừng tay thậm chí còn giết chết rất nhiều người đến cuối cùng bị liên minh nhân loại truy nã hoan nghênh khách quý Lần này đột nhiên xuất hiện thú triều, toàn bộ đều nhờ vị khách quý này giúp đỡ, ta cố ý chuẩn bị một món quà nhỏ, hy vọng ngươi thích." A Cố vội vàng vung tay lên, đưa món quà cho Tần Phong. "Đây lại là thùng thủy tinh dùng để chứa rượu. Đương nhiên, thứ này cũng không rẻ. Rượu được ủ từ loại linh quả đặc thù của Sai Thành, ở bên ngoài giá trị một bầu rượu này mấy chục vạn, một thùng ít nhất ngàn vạn, vừa hay cùng giá trị với viên thổ long cấp E vừa bị giết." tộc trưởng khách sáo a cười ha ha không biết tại sao tần tiên sinh có thực lực như vậy lại đến sai thành của ta chẳng lẽ có hứng thú với bảo tàng sâu trong sơn mạch đúng vậy hôm nay đến đây là định thăm dò chỗ sâu trong sơn mạch tần phong cười nhạt một tiếng trả lời kim phi và quách tung đứng bên cạnh tần phong không hiểu ra sao còn tưởng đây là dự định của tần phong a cười đến mức thấy răng không thấy mắt nói ha ha Hy vọng Tần Tiên Sinh thắng lợi trở về, lấy được bảo tàng. Tần Phong nâng chén với đối phương, hai người thoải mái uống rượu. Trên thực tế, Tần Phong cũng cười lạnh trong lòng. Sơn mạch sai thành nguy cơ khắp nơi, đâu có bảo tàng gì đó, đều là a tự tìm người đi khoác lác. Tin tức liên quan đến sai thành ở trên chiến võng chỉ ghi chép một năng lực giả cấp S chui vào sơn mạch lấy được một cục xương, phát hiện đây là xương cốt thú hoàng cấp A. Một cái đã có giá trị mấy chục tỷ, năng lực giả kia một đêm chợt giàu. Có tiểu đội đi vào sơn mạch lại phát hiện linh thảo hiếm thấy, từ đó ra tay đánh nhau vì linh thảo, tự giết lẫn nhau. Tin tức như thế tầng tầng lớp lớp, nhưng đây chỉ là tin tức giả mà thôi. Là Apost vì muốn hấp dẫn năng lực giả mới thả tin tức ra ngoài, nhưng Apost cũng sợ năng lực giả cao cấp coi trọng khối bảo địa này của hắn ta. Dù sao, hắn ta không thuộc về liên minh nhân loại vị trí tộc trưởng này có thể bị người ngoài đến thay thế bất cứ lúc nào. thế là mỗi lần apoc đều dùng bảo tàng để chuyển sự chú ý của những năng lực giả kia. thậm chí lúc cần thiết còn hạ độc năng lực giả. nói đơn giản, thành chủ sai thành này căn bản không có gan nhận thêm người. thật sự tưởng mình là thổ hoàng đế, sao có thể để người khác ngủ ngáy cạnh giường? tần phong cũng không vạch trần đối phương, dù sao hắn có phi thuyền ở ngoài thành cũng không định tiến vào. Apop cũng không nghi ngờ điều gì, hoặc cảm thấy sự uy hiếp của Tần Phong không quá lớn, cho nên không bỏ độc vào rượu của Tần Phong. Độc của Apop cũng không phải rất nặng, nhưng nếu tiến vào sơn mạch gần đó đụng phải khu vực có chướng khí, lập tức hóa thành chất cực độc, số người chết nhiều đếm không hết. Lúc liên minh nhân loại truy sát Apop này cũng mới lộ ra. Nhưng những điều này không liên quan đến Tần Phong, có vài người vì trở thành cường giả đều có thủ đoạn của mình, cũng phải gánh chịu hậu quả không phải không có quả báo chỉ chưa đến lúc. Một bữa tiệc trụ hoàn tất, Tần Phong cũng không ở lại mà quay về giả ngoại. Thuộc hạ của A Pốt tiễn Tần Phong rời đi, lại quay về Sai Thành. Tộc trưởng, xem ra người kia không có ý kiến gì với Sai Thành của ta, nhưng hắn có một cái phi thuyền trông rất lợi hại, ta cũng chưa từng thấy. Thuộc hạ của A Pốt nói xong còn lấy ra bộ đàm cho A Pốt xem. Thật ra Sai Thành cũng có bộ đàm, chỉ là Apoc cần tộc nhân ngu muội vô tri mà thôi. Apoc nhìn phi thuyền của Tần Phong, trong mắt lóe lên tia tham lam sau đó lại tiếc nuối lắc đầu. Thứ này quá lớn, dù mang về cũng không dùng được, vẫn nên bỏ đi, xem sau đó hắn có hành động gì. Được. Không nhắc đến suy nghĩ của thành chủ sai thành này, sau khi Tần Phong quay về phi thuyền lại phân phó thành viên tùy ý đi lại, có thể đến gần đó săn giết dị thú, không cần nộp lên. Người đến từ Vong Đô gần như đều là người không có đồng nào, để bọn họ đi kiếm tiền riêng, tất nhiên những người này vô cùng tích cực. Ngay cả quách quan cũng muốn kiên súng, hành động trong sơn mạch. Tạm thời Tần Phong không động đến những địa mạch mẫu tinh đó, chỉ chờ sau này có số lượng nhất định lại sử dụng. Trạng sáng ngày hôm sau, mặt đất xung quanh lại truyền đến chấn động, lần này phạm vi càng lớn hơn lại lan tràn đến vị trí của Tần Phong. Con đường của sai thành trước đó lại hoàn toàn đổ sụp. Vô số trùng thú chui ra trên mặt đất, lại tạo thành thú triều. Tần Phong vẫn chạy đến sớm. Địa ngục hỏa thảm. Tần Phong thiêu đốt những trùng thú này, tốc độ của hắn rất nhanh cũng đề phòng địa mạch mẫu tinh bị những trùng thú này thôn phệ, lãng phí một cách vô ích. Mặc dù như thế có lúc rất khó nắm giữ việc trong lòng đất, ý thức lực cũng không thể đi quá sâu vào mặt đất vô cùng rắn chắc. Nhưng Tần Phong lại kiếm được một khoảng còn nhiều hơn số địa mạch mẫu tinh lấy được vào hôm qua. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm. Tần Phong không ngừng kiếm được địa mạch mẫu tinh, lại tích lũy hơn vạn ức, nhưng đến ngày thứ sáu lại có một trận địa chấn to lớn xảy ra. Lúc đó là giữa trưa, dao động khổng lồ như vậy, dù lạp sai thành ở đằng xa cũng cảm nhận được, tất cả hoảng sợ gào thét, loạn thành một đống, Tần Phong đứng trên phi thuyền nhìn ra xa. Không chỉ như thế, mấy người Kim Phi, quách quang quách tung đứng bên cạnh hắn cũng trợn mắt há hốc mồm núi cao vạn trượng nhô lên từ mặt đất mặt đất bị đâm thủng ngọn núi to lớn xuất hiện trực tiếp chắn ngang trên mặt đất năng lượng dày đặc khuếch tán ra trong lúc mặt đất chấn động có vô số dị thú liều mạng chạy đến bên này đây như là một tòa tiên sơn đột nhiên xuất hiện kim phi mở to hai mắt nhìn đây đây là kim phi cảm thấy mình kiến thức nông cạn căn bản không hiểu rõ tình huống nơi này nhưng trùng thú bạo phát ra từ ngọn núi này lại nhiều lắm ở tại chỗ chờ lệnh bạch ly chúng ta đi mấy ngày nay tần phong cũng không để bạch ly đi theo mình dù sao trước đó đều là trò trẻ con nhưng hiện tại lại khác lần này là địa mạch mẫu tinh đại bạo phát nhanh tìm tranh thủ tìm được càng nhiều tần phong mở miệng nói đã rõ đối với những người khác là chuyện vô cùng khó khăn đối với bạch ly lại đơn giản hơn rất nhiều tần phong bước vào ngọn núi lớn đột nhiên xuất hiện này thật ra lúc này núi đá còn đang nhấp nhô tình huống khác thường còn chưa hoàn toàn kết thúc một khối địa mạch mẫu tinh lớn khoảng quả bóng rổ xuất hiện tần phong lập tức tiến lên cầm lấy ngay lúc này trên mặt đất đột nhiên trống ra một lỗ viên địa mạch mẫu tinh kích cỡ quả bóng rổ này lập tức bị hút bay nhìn kỹ lại mới phát hiện việc này không đơn giản như vậy một con phiên thổ long to lớn đúng lúc xuất hiện ở vị trí kia trực tiếp nuốt viên địa mạch mẫu tinh này vào bụng, nếu là viên địa mạch mẫu tinh cỡ nhỏ thì hiệu quả không rõ ràng như vậy, lúc này một viên địa mạch mẫu tinh kích cỡ quả bóng rốt bị nuốt xuống, con phiên thổ long này lập tức xảy ra sự thay đổi kinh người. Trên thân vốn là thân mềm lại xuất hiện sát ngoài cứng rắn như hòn đá, thậm chí còn mọc ra lân phiến, đầu cũng biến thành hình dáng dữ tợn, chứ không phải dáng vẻ chỉ có miệng lớn, không mũi không mắt, tiến hóa, khí tức của con phiên thổ long này càng trở nên dọa người hơn. Từ một con cấp E trực tiếp đột phá đến cấp D, thậm chí biến thành thú vương cấp D. Vẻ mặt Tần Phong lạnh lẽo, tức giận, lại bị súc sinh này nhanh chân đến trước, Tần Phong nhấc tay lên, thanh vương đao màu đỏ tím bị lấy ra từ trong trang bị phù văn không gian, vung về phía trước. Xoạt! Một tia sáng mãnh liệt bột phát ra từ trên thanh vương đao, nóng rực như là dung nham, chi cho dù đã tiến hóa đến giai đoạn thú vương cấp dê, phiên thổ long vương này cũng không thể chịu được, sát ngoài năng lượng hệ thổ vừa tiến hóa ra lập tức vỡ tan. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, nó muốn chui xuống lòng đất chạy trốn. Trốn được sao? Ý thức lực của Tần Phong khẽ động, phù văn lan ra. Địa ngục dung nham. Trong nháy mắt, mặt đất xung quanh Tần Phong biến thành dung nham. Phiên thổ Long Vương vốn còn nửa người ở trong đất lập tức phát ra tiếng kêu thảm liên tục. Cho dù sát ngoài lân phiến vừa tiến hóa được cũng trở thành tro tàn trong nháy mắt bị dung nham bao phủ. Thân thể khổng lồ cuộn tròn lại, chỉ trong chốc lát đã hấp hối. Tần Phong lại đánh ra ánh đao. Chết! Phiên thổ Long lập tức bị chém giết thành hai nửa, một nửa thân thể khác dãy dụa cũng rơi vào trong dung nham. Nó vừa tiến hóa thành thú vương đã chết ở nơi này. Ý thức lực của Tần Phong khẽ động, hai viên tinh hạch bay ra từ trong dung nham. Một khối tất nhiên là địa mạch mẫu tinh to lớn, một cái khác thì là tinh hạch năng lượng của con phiên thổ long này. Thoạt nhìn địa mạch mẫu tinh mới chỉ hấp thu một tầng thật mỏng nhưng năng lượng đã rất to lớn, thậm chí có thể biến một vị thú cấp E thành thú vương cấp D, Tần Phong thả hai viên tinh thạch này vào trong trang bị phù văn không gian, ngước mắt nhìn ra xa, toàn bộ sườn núi cao hơn rất nhiều không ít đất đá lăn xuống theo ngọn núi cao hơn, địa mạch mẫu tinh ở trong đó càng lộ ra ngoài, một số trùng thú đang điên cuồng cướp đoạt. Chi 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 Một con thiết giáp thú thôn vệ một viên địa mạch mẫu tinh, thân thể nhanh chóng biến hóa, ánh sáng đen quanh người biến thành màu bạc, màu vàng, cuối cùng biến thành thủy tinh trong suốt. Thú hoàng cấp dê, có thể nghĩ, rốt cuộc đối phương đã ăn thứ tốt gì. Tần Phong cũng mặc kệ những viên địa mạch mẫu tinh rải rác này, trực tiếp xông đến giết thú hoàng cấp D, lấy thực lực hiện tại của Tần Phong, nội lực có thể so sánh với cấp B1, Thanh Vương Đao đã đạt tới thần binh lợi khí vô cùng sắc bén, giết một thú hoàng cấp D đã là việc dễ như trở bàn tay. Phong hỏa liên thiên Một tia sáng chói mắt màu đỏ tím bột phát ra, trong nháy mắt đâm xuyên qua con thủy tinh giáp trùng hoàng này. Con thủy tinh giáp trùng hoàng này còn chưa kịp phách lối đã bị Tần Phong giết chết, địa mạch mẫu tinh và tinh hạch năng lượng trong thân thể đều bị tần phong cầm đi sau khi chết năng lượng tinh thuần nhất của thủy tinh giáp trùng hoàng rơi vào trong thân thể của tần phong chỉ trì hoãn một thời gian ngắn như thế trên núi đã xuất hiện rất nhiều trùng thú thấp nhất trở thành thú tướng đông đảo thú vương còn có ít nhất mấy chục thú hoàng loại phân bố dày đặc này chỉ là khí tức đã có thể khiến hai chân của năng lực giả cấp e như nhũng ra không có cách nào đi lại cho dù năng lực giả cấp D cũng không thể đặt chân, cảm thấy ngạt thở. Tần Phong biết, e rằng mấy ngày nữa dị thú nơi này sẽ tiến hóa thành cấp C, đến lúc đó ngọn núi này sẽ hoàn toàn trở thành khu cấm, không có thực lực cường đại tuyệt đối căn bản không có cách nào đặt chân, đây cũng là nguyên Tần Phong không để đám người Kim Phi đến giúp đỡ tìm kiếm, e rằng đi lên chưa đến nửa giờ đã bị trùng tộc vây công, đến lúc đó sẽ chết vô cùng thê thảm. Lúc này Tần Phong cũng không phí sức tìm kiếm địa mạch mẫu tinh dứt khoát vết thoải mái, những trùng thú tiến hóa này tất. Nhưng là sự tồn tại đã thôn phệ địa mạch mẫu tinh, nghĩ đến đây, cuối cùng Tần Phong không định nương tay. Hủ hóa chi vũ Trong chốc lát, một mảnh mây đen kinh cũng xuất hiện ở trên ngọn núi này, gần như bao phủ nửa đỉnh núi. Sau lưng Tần Phong có lam diễm hỏa dực khiến hắn trôi nổi ở giữa không trung, nhìn chằm chằm trùng thú và bùn đất không ngừng lăn lộn ở phía dưới. Một con xuyên sơn thú trở nên vô cùng to lớn, thậm chí giống loài cũng bắt đầu tiến hóa, vốn chỉ là dị thú dài hơn một mét, am hiểu tốc độ, trong chớp mắt đã biến thành thú vương khủng bố dài tròn 10 mét, mạnh mẽ đâm tới, nghiền nát vô số trùng thú. Là dị thú, nó chiếm cứ ưu thế tuyệt đối trên mặt thể phách. Chỉ là, hữu hóa chi vũ rơi vào trên người đối phương lập tức khiến nó vô cùng suy yếu hỏa diễm bôn tập. Trên không trung đột nhiên xẹt qua một tia sáng thẳng tắp, trong nháy mắt xuất hiện ở trên đỉnh đầu thú vương. Hỏa thụ ngân hoa. Một mảnh ánh sáng lấp lóe, trong ngọn lửa màu đỏ đen bột phát ra một mảnh đao hoa, trong nháy mắt chém rụng đầu con dị thú to lớn này, phốt. Máu me khắp người, Tần Phong cũng không quý trọng những tài liệu thú vương dùng năng lượng thúc đẩy ra, trực tiếp sử dụng địa ngục hỏa đốt cháy thú vương, chỉ để lại tinh hạch năng lượng và địa mạch mẫu tinh bị nuốt nhưng chưa kịp hấp thu. Sau đó, Tần Phong giết chóc khắp nơi. Trận giết chóc điên cuồng không ngừng tiến hành. Lòng đất không ngừng mở rộng, trong chớp mắt đã tạo thành một điểm cao, thậm chí ngọn núi không ngừng mở rộng, lan tràn ra ngoài như muốn hình thành sơn mạch. Không ngừng có dị thú thôn vệ địa mạch mẫu tinh trở thành thú vương, thú hoàng cường đại, sau đó leo ra từ trong lòng đất, nếu không dựa vào bọn chúng không ngừng cường hóa, chắc chắn sẽ bị nhốt chết dưới lòng đất. Những dị thú này đều trở thành vong hồn dưới đao của Tần Phong. Lúc này, Tần Phong giết một ngày một đêm, cả người toàn là mùi máu tanh, sơn mạch không ngừng mở rộng, vị trí trước đó của Tần Phong đã trở thành trung tâm sơn mạch, nơi này càng không có người quấy rầy. Đương nhiên, trên bầu trời vẫn có thể thấy được hành động của Tần Phong. Ít nhất, đám người ở trong phi thuyền đều thấy Tần Phong giết chóc. Quá mạnh, thực lực của lão đại thật sự nghịch thiên đúng vậy nhìn lão đại chiến đấu nhận được sự dẫn dắt rất lớn đáng tiếc những dị thú này còn chưa đủ cường đại lão đại đưa tay ra là có thể diệt hết nếu không chắc có thể thấy được chiêu thức mạnh hơn hiện tại đã mạnh rồi còn muốn mạnh đến mức nào người trên phi thuyền đều kích động nhìn tần phong cũng chỉ người có được thực lực như lão đại mới có thể sinh tồn được ở chỗ nguy hiểm như vậy đúng vậy không phải thành chủ Sai Thành cũng bị đánh lại sao? Kim Phi than thở, cũng vô cùng hâm mộ. Những người khác cũng gật đầu, nơi này xảy ra chuyện lớn như vậy, Sai Thành cũng cảm nhận được sự chấn động mạnh mẽ, đã sớm phái người đến đây ngăn cản trùng triều. Hơn nữa, đối phương không hiểu rõ cẩn thận đối phó, thậm chí làm ra trận địa tiền tuyến chuẩn bị thú triều đến. Kết quả những trùng thú kia căn bản không bước vào trận địa của bọn họ còn quanh quẩn ở ngọn núi lớn mới xuất hiện này không chỉ như thế trước đó cảm nhận được dị thú cấp d một trải qua một buổi tối lại đạt đến cấp d 6 e rằng qua một ngày nữa là biến thành dị thú cấp c cảm giác này khiến apol cảm thấy sợ hãi đồng thời cũng có một suy đoán khác chắc chắn có dị bảo gì đó xuất hiện có suy đoán như vậy apol lập tức phái người vây quét một thú vương cấp d tốn sức lực chính trâu hai hổ mới có thể giết chết đối phương quả nhiên đạt được địa mạch mẫu tinh apol lập tức cảnh cáo người có mặt phong tỏa tin tức không cho người lan truyền chuyện này ra ngoài thế là thời gian một ngày bên ngoài cũng không biết việc ở sai thành nhưng tai vách mạch trừng, xung quanh bộ lạc apol còn có rất nhiều thế lực tồn tại chỉ sợ những thế lực này đều sắp xếp tai mắt trong thành thị của apol chỉ thời gian một ngày những người này đã biết tin tức ở đây sau đó một truyền mười mười truyền trăm trong chớp mắt Tất cả mọi người ở khu vực xa xôi không ai quản lý này lại xảy ra một việc kinh khủng, xuất hiện địa mạch tinh thạch mà cường giả cấp A cũng dao động. Thế là, hận không thể chen chút đến đây. Chỉ có điều, cường giả cấp A tọa trấn một phương, căn bản không có khả năng tùy ý điều động tự mình đến đây. Cho nên, chỉ có thể để một vài cấp B đến, hơn nữa có vài người có chức vị, ví dụ như quản uy phụ trách lũng xuyên không thể di chuyển được, nếu không coi như tự ý rời khỏi vị trí cho nên chưa chắc đã có nhiều cấp B đến đây, nhưng năng lực giả cấp C chắc chắn rất đông đúc. Cấp D càng khỏi phải nói, đây là quân chủ lực nhưng tác dụng lại rất nhỏ bé. Vì ngọn núi xuất hiện địa mạch mẫu tinh này, dị thú yếu nhất cũng là cấp E, chỉ cần thôn vệ địa mạch mẫu tinh cũng có thể xảy ra tiến hóa. Trong chớp mắt đã biến thành dị thú cường đại loại thú vương cấp D, năng lực giả cấp D sao có thể ngăn cản được, nhưng những người này còn cần thời gian đến đây, Tần Phong lại trở thành người đầu tiên được lợi. Tất nhiên kiếm lời đến miệng chảy đầy mỡ. Phạm vi ngọn núi càng lúc càng lớn, người ở a ở vòng ngoài căn bản không có cách nào tiến vào bên trong, Tần Phong lại thu thập càng ngày càng nhiều địa mạch mẫu tinh. Trùng Thú Vương cũng dết đến mềm tay. Vào ngày thứ ba xảy ra chuyện này, rất nhiều nhân loại đã đến nơi đây. Bạch Ly, chúng ta rút lui. Tần Phong tỉnh táo lại từ trong dết chóc, dùng ý thức lực thông báo cho Bạch Ly. Vèo. Bạch Ly đột nhiên xuất hiện, trôi qua ba ngày dù là Bạch Ly thì khuôn mặt nhỏ cũng dính bùn đất, tất cả đều do vận chuyển địa mạch mẫu tinh ở dưới đất lên. Nhưng Tần Phong biết, số lượng địa mạch mẫu tinh mà bọn họ nắm giữ e rằng chỉ bằng một phần mười quặng mỏ to lớn này. Hiện tại càng ngày càng nhiều người, nếu bị người ta phát hiện Tần Phong ở sâu trong sơn mạch, vậy việc thất phu vô tội hoài bích có tội lại xảy ra tần phong dẫn theo bạch ly quay về phi thuyền tiến vào phòng tắm tần phong tắm rửa một trận cọ rửa sạch sẽ máu bùn ở trên người mình sau đó tần phong mới đi đến vị trí điều khiển của phi thuyền lão đại lão đại tất cả mọi người đều gật đầu với tần phong trong ba ngày qua tần phong cũng không ở trong phi thuyền nhưng những người này đều thấy được lực chiến đấu của tần phong trong mắt đều là vẻ kính trọng và sợ hãi không chỉ như thế vì giết quá nhiều dị thú nên bây giờ trên người tần phong còn có sát khí và mùi máu tanh nhàn nhạt mùi máu tanh này đều do thú vương và thú hoàng để lại trộn lẫn vào nhau khiến người ta cảm thấy sợ hãi từng tình huống thế nào tần phong hỏi kim phi vội vàng nói Apoc thành chủ sai thành dẫn người bao vây ngọn núi này nói đây là sai thần sơn của bộ lạc bọn họ những người khác không thể tiến vào nếu không sẽ bị trừng phạt người của chúng ta không bước vào chỉ bay ở trên không trung bọn họ cũng không làm gì được chúng ta. Ừm, Tần Phong gật đầu, cái tên sai thần sơn được sử dụng rất chính xác, đáng tiếc ngọn núi này không thuộc về Apoc, nhưng hôm nay lần lượt đến rất nhiều người đều là năng lực giả cấp dê, lại chỉ có thể quanh quẩn ở bên ngoài, có lẽ đây đều là quân tiên phong, hiện tại trên chiến võng ồn ào rất dữ dội, rất nhiều năng lực giả đều đến bên này. Vậy thì đợi thêm một ngày, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ đến, Tần Phong nói. Cấp dê không có cách, tất nhiên sẽ có cấp C ra mặt. Tần Phong nghỉ ngơi một ngày, quả nhiên ngày hôm sau lại có một đám người đến chân sai thần Sơn. Trong nhóm người này có năm năng lực giả cấp C, sai thành chủ, người tài mới có được đồ tốt, người phong tỏa ngọn núi như vậy sẽ đắc tội người khác, phải biết rằng ta không đến một mình mà là nhận lệnh đến đây, đại nhân năng lực giả cấp B còn đang chờ ta về báo cáo đấy. Một năng lực giả cấp C lập tức kéo chỗ dựa ra, mở miệng nói cố che giấu lửa giận ở trong mắt lại chỉ có thể tươi cười nói ngọn thần Sơn này là dãy núi của tộc quần chúng ta người thường không thể bước vào bên trong cũng quá nguy hiểm ta cũng vì nghĩ cho mọi người nếu không thì vậy đi chỉ có cấp C được tiến vào cũng không cần phải chết nhiều người như vậy người ít cũng lấy được ít đồ Nếu một cấp C dẫn theo 50 người 20 người cấp C cũng là ngàn người có lợi hại hơn nữa thì dãy núi này cũng bị sang bằng những người này đều là năng lực giả, lại cảm ứng bên trong dãy núi một chút, trùng thú trải rộng, thậm chí có rất nhiều khí tức thú tướng thú vương, sắc mặt cũng thay đổi. Sai thành chủ nói có lý, dù sao cũng không thể để thuộc hạ đi vào chịu chết, đã vậy thì để cấp C đi vào, người kia vội vàng đồng ý, đồng thời phân phó năng lực giả cấp D xây dựng cơ sở tạm thời ở đằng xa. Sau đó, năm tên cấp C vào núi, ánh mắt Apoc đầy tàn nhẫn hắn ta cho rằng những bảo bối này thuộc về mình những người này đến đều là trộm bảo bối của hắn ta tất nhiên muốn diệt trừ suy nghĩ của a không sai sai ở chỗ thực lực của hắn ta quá yếu a giao lưu với những người khác tần phong cũng nghe được rõ chờ năm người kia vào núi cũng đi ra phía trước sai thành chủ tần phong mở miệng chào hỏi sắc mặt a nhăn nhó còn chưa điều chỉnh biểu cảm nghe thấy tần phong gọi lại ngạc nhiên còn có giật mình sau khi thấy người đến là Tần Phong, hắn ta cũng nhận ra, dù sao từng gặp 10 ngày trước. Là Tần Tiên Sinh sao? Sao nào, ngươi cũng muốn vào Thần Sơn, A Pốt nói. Tần Phong nói, đúng vậy. Sắc mặt A Pốt trở nên khó coi, nói, Tần Tiên Sinh, không phải ai cũng có thể đi vào Thần Sơn, còn chưa đến cấp C tương đương với đi chịu chết, là bằng hữu nên ta cho ngươi một lời khuyên, đừng đi vào đó thì hơn. Nói là lời khuyên, không bằng nói là cảnh cáo. Tần Phong lại cười nói, ta đã quyết định đi, nhưng ta cũng không tiến vào thần sơn không công, nên ta dự định bỏ ra 100 ức coi như vé vào cửa, không biết sai thành chủ có thể dàn xếp chút không. Thật ra Tần Phong làm như thế cũng không phải không có lý do. Cấp dơi đi vào sai thần sơn thật sự có khả năng tử vong, nhưng nhiều người lực lượng lớn, tương lai sai thần sơn cũng bị người ta sang bằng. Tần Phong biết trước khi sống lại, đến cuối cùng sai thành chủ vì ám sát năng lực giả cấp C mà bị liên minh nhân loại truy sát, sau cùng mới cho năng lực giả cấp D tiến vào. Cho nên, Apop cũng là một tấm bình phong thiên nhiên. Cứ thế, tất nhiên Tần Phong muốn tấm bình phong này sống lâu một chút. Một trăm ức vé vào cửa, không phải tất cả cấp D đều lấy ra được số tiền này. Điều này có thể ngăn cản rất nhiều người, có thể nói là cục diện đôi bên cùng có lợi. Đương nhiên, phải để a đến làm người xấu rồi lúc này suy nghĩ trong đầu a cũng đang xoay chuyển với tốc độ ánh sáng nếu thu vé vào cửa một người một trăm ức một trăm người cũng là mười nghìn ức đây thật sự là con đường làm giàu đầy tươi sáng hơn nữa hiện tại địa mạch mẫu tinh còn chưa tràn lan là thứ cực kỳ hiếm có sau đó hắn ta cười ha hả nói tần tiên sinh đề nghị này của ngươi rất tốt chúng ta cũng là bằng hữu một trăm ức sẽ để ngươi tiến vào tần phong gật đầu hắn không thèm để ý một trăm ức trực tiếp lấy ra một mét khối năng nguyên giao cho apod chỉ hy vọng đối phương có mạng đi tiêu số tiền đó tần phong bước vào trong sai thần sơn ở bên ngoài apod cũng không dừng lại mà gọi toàn bộ công nhân xây dựng đến bắt đầu xây dựng tường thành to lớn xung quanh sai thần sơn tường thành này vô cùng đơn sơ thậm chí chỉ là một ký hiệu phân chia địa bàn nhưng khắp nơi đều là tiển tháp thậm chí bản thân Apoch còn thả ra chút độc tố. Dù hiện tại rung chuyển còn chưa dừng lại, thậm chí xây dựng không lâu sẽ bị bùng đất chấn động lấp đầy, Apoch cũng cho người không ngừng xây dựng. Nhưng cách làm này của hắn ta thật sự tạo ra tác dụng, hắn ta không ngăn được năng lực giả cấp C, cấp D muốn đi vào lại bị vé vào cửa đắt đỏ dọa lùi bước. Nhưng vẫn có một bộ phận đã không có cách nào tiến bộ, nếu còn không lấy được địa mạch mẫu tinh, e rằng cả đời này cũng không thể tấn thăng đến cấp C, cứ thế, tốt nhất có được địa mạch mẫu tinh mở rộng dung lượng đang điền, hoặc là kích cỡ tinh hạch dị năng tấn thăng, từ đó tăng cường nội lực và ý thức lực lên cấp C, loại người này, tất nhiên cũng sẽ cắn răng giao tiền cho Apoc. Trong chốc lát, việc làm ăn của Apoc vô cùng vui vẻ sung sướng. Người tiến vào sai thần sơn cũng nhiều hơn. Trên sai thần sơn, Tần Phong đang tranh đấu với một trùng thú cấp thú vương phù văn hắc ám đã khiến đến phương vô cùng suy yếu, tần phong vung thanh vương đao ra lập tức chém thân thể khổng lồ của đối phương thành hai nửa. Con thứ 31 Tần phong lẩm bẩm trong lòng Cấp thú vương hoàn toàn không phải đối thủ của tần phong, thậm chí vừa đối mặt đã có thể giết chết, thực lực của tần phong đã đạt đến cấp độ quét ngang những trùng thú này. Địa ngục hỏa cháy hừng hực, đốt thịt trùng của đối phương thành tro bụi, Tinh hạch và địa mạch mẫu tinh trong thân thể thú vương cũng lộ ra ngoài. Ngay lúc, một bóng người lướt qua trên bầu trời, sau đó động tác khựng lại, lại trực tiếp hạ xuống. Người này mặc quần áo tác chiến màu đỏ thẫm, sau lưng khiên một thanh đại đao, ngay cả tóc cũng đỏ như máu, hai con ngươi hơi hiện ra huyết quang. Vẻ ngoài cho người ta cảm giác quá phô trương và tà tính, chỉ liếc nhìn một cái, Tần Phong đã nhận ra đối phương. Viên Hồng Phi, tội phạm truy nã? Trên mạng sát thủ còn có nhiệm vụ truy nã hắn ta, cũng là người trong liên minh hắc ám, buông đồ vật trong tay xuống, ta tha cho ngươi một mạng, Viên Hồng Phi vô cùng phách lối nói, trong ánh mắt cũng đã lộ ra sát khí. Thật ra Tần Phong có buông đồ vật xuống thì Viên Hồng Phi cũng không bỏ qua cho Tần Phong. Hắn ta thích nhất thấy người khác tưởng sẽ sống sót sau tai nạn, lại mang đến tuyệt vọng tử vong cho đối phương. Viên Hồng Phi cũng tưởng tượng đến hình ảnh người đối diện đặt đồ xuống, vô cùng cẩn thận lùi về phía sau, chỉ là vẻ mặt nắm chắc thắng lợi trong tay của Viên Hồng Phi còn chưa kéo dài bao lâu, đã cứng đờ ở trên mặt. Tần Phong căn bản không để ý đến Viên Hồng Phi, mà đặt hai món đồ này vào trong trang bị phù văn không gian. Bây giờ ngươi giao ra địa mạch mẫu tinh mà ngươi lấy được, ta còn có thể thả cho ngươi một con đường sống. Thanh vương đao trong tay Tần Phong chỉ về phía đối phương. Khuôn mặt Viên Hồng Phi cứng đờ, sau đó giận tím mặt. Tiểu tử Ngươi nói cái gì, một tên cấp dê như ngươi lại phách lối như vậy, chán sống rồi sao? Tần Phong cười lạnh một tiếng, giơ đao trong tay lên. Đếm ngược ba tiếng. Viên Hồng Phi giận dữ, trang bức đến nghiện rồi sao? Lão tử muốn xem rốt cuộc là ai cho ngươi bản lĩnh đó. Viên Hồng Phi đưa tay vào một cái, trường đao ở sau lưng lập tức rơi vào trong tay hắn ta. Sau đó, Viên Hồng Phi chém thẳng xuống một đao thanh trường đao này vô cùng nặng nề nội lực của viên hồng phi cũng thẳng thắn thoải mái vô cùng đục dày một luồng lực lượng như có thể chém ra ngọn núi lớn truyền đến tiểu tử ngươi lại không tránh chờ chết đi viên hồng phi liếc nhìn trong mắt xuất hiện vẻ tàn nhẫn tần phong hoàn toàn không tránh né thậm chí chỉ hơi giơ tay đã nhẹ nhàng vẫy từ dưới lên động tác này trông quá tùy tiện căn bản không có cách nào công kích viên hồng phi nội lực của cả hai đánh vào nhau. Trong chốc lát, nội lực của viên hồng phi tan rã như băng tuyết thấy ánh nắng, sau đó hỏa diễm đao mang vô cùng sắc bén trên thanh vương đao đã rơi vào thanh trường đao kia. Phốc xoẹt. Cứ như là cắt đậu phụ, thanh trường đao kia lập tức bị cắt ra. Viên hồng phi mở to hai mắt nhìn, vô cùng hoảng sợ. Phải biết rằng, vũ khí của hắn ta là tài liệu thú vương cấp C, thuộc về trang bị phù văn ngân quang, lại bị đối phương dễ dàng cắt ra. Sao có thể, trừ khi đối phương có được vũ khí thú hoàng cấp C, thế nhưng trên binh khí này còn không có ánh sáng vàng. Vậy chỉ có một khả năng, thần binh. Chỉ có loại vũ khí này mới có thể không bị hạn chế về đẳng cấp, tùy ý sử dụng. Trong mắt Viên Hồng Phi lại xuất hiện ánh sáng tham lam. Dù ngươi có thần binh thì thế nào, ta cũng không tin nội lực của ngươi có thể hơn được ta, đến lúc đó thanh thần binh này là của ta. Đi chết đi, nội lực của Viên Hồng Phi tuôn ra tránh đi thanh vương đao của Tần Phong, nội lực quán chú vào hai tay đánh về phía Tần Phong. Phanh 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 phanh. Chưởng ấn không ngừng đâm vào nội lực cương khí của Tần Phong, Viên Hồng Phi di chuyển xung quanh như muốn áp chế Tần Phong. Nhưng đánh ra hơn 10 chưởng, Tần Phong không nhúc nhích tí nào, ngược lại nội lực của Viên Hồng Phi lại không chịu nổi. Tần Phong cười lạnh nói, "Được rồi, đừng tốn sức nữa, vẫn nên chịu chết đi." nếu vậy ta cũng có thể hấp thu nhiều nội lực hơn chút. Trong lòng viên Hồng Phi thấy sợ hãi, cuối cùng hiểu ra vì sao Tần Phong này lại kỳ quái như vậy, vì viên Hồng Phi là người trong liên minh hắc ám nên giết rất nhiều người, cũng có rất nhiều người truy nã hắn ta, có được kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lúc này thấy chuyện này không thành lập tức quay đầu muốn chạy. Tần Phong không ngờ viên Hồng Phi phản ứng nhanh như vậy, nhưng Tần Phong đuổi theo cũng không chậm, hỏa diễm bôn tập. Quanh, cự ly trăm mét, trong chớp mắt đã qua viên hồng phi dùng hết sức lực từ khi bú sữa mẹ điên cuồng bỏ chạy ngay lúc này khí tức hắc ám đã truyền đến sau lưng vèo một đạo dị năng hạch tâm rơi vào trên người viên hồng phi trong chốc lát trước mắt tối sầm lại mất đi ngủ giác trong đầu một màu đen kịt tốc độ dưới chân lập tức dừng lại trong nháy mắt này lại bị tần phong bắt lấy cơ hội tần phong bay qua trên không trung thanh vương đao trong tay trực tiếp chém rụng đầu viên hồng phi tần phong nhấc tay lên khẽ vẫy cái đầu kia đã rơi vào trong tay tần phong chờ sau này còn có thể nhận tiền truy nã tần phong mỉm cười bóng dáng biến hóa nhanh chóng đuổi theo sát viên hồng phi hấp tinh quyết xác không đầu bị tần phong hút đến nội lực của đối phương trở thành đồ đại bổ của tần phong sau đó một ngọn lửa hòa vào trong thân thể của đối phương trang bị phù văn cũng thuận lợi rơi vào trong tay tần phong tất cả đều được tiến hành trên không trung chờ sau khi kết thúc tần phong đã hạ xuống mặt đất lúc này trên mặt đất có trùng triều phun trào sau khi tần phong hạ xuống lập tức điên cuồng bao bọc hắn hừ chỉ là một đám trùng thú cấp dê căn bản không phải đối thủ của tần phong địa ngục hỏa thảm trải ra trên mặt đất trong chớp mắt những trùng thú này đã hóa thành tro tàn chỉ có điều những trùng thú này có vẻ nối liền không dứt không đúng, dường như những trùng thú này cũng đang chạy trốn. Tần Phong suy nghĩ, lại đi ngược dòng nước. Hắc ám âm ảnh bao phủ, Tần Phong im hơi lặng tiến đi về phía trước, chỉ đi 500 mét Tần Phong đã thấy được tình huống ở trong ngọn núi lớn gập ghềnh. Lại là một trùng vương cấp C kinh khủng. Lại là cương giáp qua ngư vương. Nghĩ cũng biết, thứ này chắc chắn tiến hóa ra từ thiết bối oa ngư, thiết bối oa ngư không có thực lực gì khác, lực phòng ngự tuyệt đối là hạng nhất, chỉ cần nuốt một viên địa mạch mẫu tinh, phòng ngự mấy ngày cũng có thể khiến thực lực tăng nhiều. Bây giờ con cương giáp qua ngư vương này cao tròn ba tầng lầu, cứ như một căn biệt, vỏ ốc sên không thể bị phá vỡ, không chỉ như thế dị năng hệ thủy của cương giáp qua ngư cũng rất cường đại, còn mang theo độc tố tinh thần. Nó thế này, chẳng trách trùng thú khác lại chạy mất. Chỉ có điều, bước chân của Tần phong khựng lại, khí tức hắc ám lại tăng lên một tầng khiến người ta căn bản không cảm ứng được sự tồn tại của tần phong lại có thể có người đối phó cương giáp qua ngư vương chỉ là tình hình không hề lạc quan trên mặt đất đã có hai xác chết còn có bốn người đang chiến đấu chỉ có điều rõ ràng bốn người này không phải cùng một đám một người trong số đó muốn chạy trốn ba người lại ngăn cản bước chân của đối phương cương giáp qua ngư vương lại bị công kích của người này ngăn cản Điều khiến Tần Phong thấy bất ngờ là, Tần Phong lại quen cả ba người kia. Một người trong số đó chính là Lôi ưng. Hai người còn lại là người từng tham gia mai phục Tần Phong, năng lực giả cấp C hàng thành minh, thành viên liên minh hắc ám liễu bắc. Không ngờ bọn họ lại đi cùng nhau. Cánh tay của Lôi ưng đã được chữa lành, hiển nhiên đã lợi dụng thiên tài địa bảo hợp là kỹ thuật ghen nối liền thân thể, kỹ thuật này với một năng lực giả cũng là tốn ít tiền tài, chỉ là thực lực sẽ giảm nhiều nhưng lôi ưng là dị năng giả chỉ cần ý thức lực tồn tại thì hai tay dài ra cũng không tính là gì chỉ không ngờ lại gặp lôi ưng ở chỗ này đúng là oan gia ngõ hẹp lúc này người bị ba người và một trùng thú vương vây công đã sắp không kiên trì được nữa lập tức chửi ầm lên lôi ưng ngươi chết không yên lành hiển nhiên lôi ưng không thèm để ý đến lời nguyền rủa của đối phương cười nói người mắng chửi ta như vậy e rằng cũng xếp thành một quân đoàn, không phải ta vẫn còn sống rất tốt sao? Đáng tiếc, Trình Đại Thành, ngươi không thể yên tĩnh một chút dưỡng thương cho tốt sao, không có việc gì đi ra ngoài làm gì. Người bị vây công là Tổng Giám đốc Tập đoàn Đại Thành, Trình Đại Thành. Trước đó Trình Đại Thành bị thương quá nặng, dị năng hệ lôi của lôi ưng cực mạnh, thậm chí đã phá hủy kinh mạch của Trình Đại Thành, thương thế này cũng không phải đồ vật bình thường có thể chữa được thực lực của Trình Đại Thành giảm mạnh, lần này địa mạch mẫu tinh xuất hiện, Trình Đại Thành cảm thấy đây là một cơ hội, tất nhiên chạy tới đầu tiên. Đối với Lôi ưng, bản thân đã đắc tội Trình Đại Thành, tất nhiên muốn bóp chết kẻ địch mới có thể yên tâm được, hơn nữa hắn ta làm chuyện như vậy cũng không phải mới lần một lần hai, hàng thành minh, ngươi và Lôi ưng thông đồng làm bậy, liên hợp với người trong liên minh hắc ám lừa ta, ta đã truyền tin tức ra ngoài, đến lúc đó ta xem ngươi giải thích thế nào, Trình Đại Thành hung hãn nói. Sắc mặt hàng thành minh hơi do dự nhưng chẳng mấy chốc đã khôi phục lại. Dù sao, hợp tác với lôi ưng đã lâu, đã sớm bị lôi ưng kéo lên một chiếc thuyền. Huống chi, ngư tầm ngưu mã tầm mã, nếu không phải người cùng một đường, hắn ta sẽ không lăn lộn với đám người lôi ưng, hàng thành minh cũng là một tên ngụy quân tử, tiểu nhân. Trình Đại Thành, ngươi bị dị thú giết chết thì có liên quan gì với ta, còn ngươi nói liệu bắt gì đó, ta lại không biết được, hắn không ra tay với chúng ta là liên thủ với chúng ta sao? Ngươi nói vậy là ngụy biện, dù ngươi tố cáo, ta thấy cũng không có ai quản, hàng thành minh hùng hồn nói. Trên vẻ mặt trình đại thành đầy buồn bã, hiển nhiên cũng biết thế. Huống chi, không biết vì nguyên nhân gì, gần đây lôi ưng lại liên hệ được với quản uy cường giả cấp B, hiện tại càng ngày càng phách lối, căn bản không ai có thể quản hắn ta chẳng lẽ hôm nay thật sự phải chết ở chỗ này, Trình Đại Thành không khỏi hơi tuyệt vọng, trong lòng càng không cam lòng, hắn ta còn chưa báo thù lại để lôi ưng giết chết, sao có thể cam tâm, đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Ồ! Không biết, vậy ta giết người này chắc ngươi cũng không để ý đi. Bốn người đồng thời quay đầu, ngạc nhiên nhìn về phía một người cách đó 20 mét. Khoảng cách này quá gần, nhưng bốn người bọn họ lại không có ai phát hiện. Tần Phong. Lôi ưng lập tức hô to, trong mắt cũng lồi ra ngoài. Tần Phong cong môi cười một tiếng, nụ cười này đầy lạnh lẽo. Ngay sau đó, hắn lại biến mất. Hàng thành minh lập tức hô to, cẩn thận. Một câu cẩn thận này cũng không biết nói với ai, nhưng hắn ta có một loại dự cảm mãnh liệt sẽ có người gặp xui xẻo, hắn ta biết rõ Tần Phong chỉ là cấp dê, nhưng cảm giác e ngại này không xua đi được. Ngay lúc này, một bóng người xuất hiện, dán chặt vào sau lưng liễu bắc. Muốn chết, trong mắt liễu bắc bắn ra vẻ điên cuồng, đồng thời vô cùng hưng phấn. Bản thân liễu bắc là người trong liên minh hắc ám vô cùng hung tàn, lạm sát kẻ vô tội, trước đó Tần Phong đã là mục tiêu của hắn ta, kết quả vì phù không thành của người Grand xuất hiện khiến mọi người chạy trốn khắp nơi, sau đó Tần Phong vẫn ở trong lũng xuyên, vì có cường giả cấp bê tỏa trấn nên hắn ta vẫn không có cơ hội ra tay. Không ngờ bây giờ lại phát hiện đối phương ở đây. Con mồi chạy trốn đã xuất hiện lại, Liễu Bắc cũng vô cùng hưng phấn. Thậm chí Liễu Bắc cũng không quay đầu lại, vũ khí trong tay lập tức ám sát về phía sau. Chỉ cần đối phương không né tránh, hắn ta có thể đâm rách nội lực cương khí của đối phương, giết chết đối phương. Tần Phong lại không tránh thật. Chết chắc, trong đầu Liễu Bắc nghĩ như vậy, sau đó cảm nhận được trong tay như chìm vào lực cản như đầm lầy. Nội lực cương khí của đối phương cực kỳ cường hãn. Loại xúc cảm này, thậm chí lúc Liễu Bắc ám sát một cổ võ giả cấp B đã cảm ứng được. Sao có thể? Trong đầu Liễu Bắc xuất hiện một suy nghĩ, ngay sau đó nội lực cương khí của mình phát ra một tiếng vang nhỏ. 3. Nội lực cương khí của Liễu Bắc vỡ nát, không tốt. Dưới chân Liễu Bắc phát lực, trong nháy mắt lao ra ngoài. Muốn chạy, Tần Phong cười lạnh một tiếng thanh vương đao trong tay đột nhiên bột phát ra một tia sáng tím như thực chất ánh sáng lập tức đuổi kịp liễu bắt liễu bắt quay người nâng vũ khí trong tay lên rót nội lực vào trong đó ầm một tiếng ầm vang ngay sau đó liễu bắt đã ngã bay ra ngoài hai tay đen kịp như là than cốc cả người đều trở nên uể oải đâu còn có phong quan cường giả thiên tài liên minh hắc ám tần phong đuổi theo liễu Bắc nổi giận gầm lên bột phát ra tiềm lực cực mạnh tránh né công kích của Tần Phong. Nhanh tới cứu ta, Liễu Bắc hô to một tiếng. Lôi ưng và hàng thành minh bị dọa cho hoảng sợ, lại không nhanh chóng ra tay. Động tác của Tần Phong không hề dừng lại, cứ như đang nhàn nhã đi dạo, cố ý giày vò Liễu Bắc lại không lập tức giết chết. Hiển nhiên Liễu Bắc cũng phát hiện tình huống này, thực lực của Tần Phong rất mạnh, ít nhất giết hắn ta là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng hiện tại Tần Phong không giết chết, ngược lại trêu đùa hắn ta cứ như trước đó bọn họ trêu đùa trình đại thành tình huống thay đổi quá nhanh liễu bắt lại không chịu được như thế các ngươi là người chết sao liễu bắt giận dữ Hàng thành minh muốn ra tay tần phong cười lạnh nói ồ vậy là quen biết sao lôi ưng phản ứng rất nhanh lập tức giận dữ hết tần phong bây giờ ngươi là tội phạm truy nã ngươi lại dám phách lối như vậy không đuổi bắt ngươi còn có thể mặc kệ ngươi sao nói vậy hai người đều muốn xông lên ra tay. Tốc độ của Tần Phong lại nhanh hơn bọn họ. Long phách kích, một chưởng vỗ ra, một chưởng bao hàm nội lực của cổ võ giả cấp B lập tức đánh trúng Liễu Bắc. Phốt, Liễu Bắc phun ra một nguồn máu tươi, ngày xưa đắc ý phách lối còn tự cho là thiên tài đều biến mất không thấy gì nữa, vô cùng thê thảm. Trình Tổng, tặng ngươi đầu một người thì thế nào, Tần Phong nói như vậy, một chân đã nâng lên, liễu bắt như quả bóng da bị đá về phía trình đại thành. Trình đại thành vì tần phong đột nhiên xuất hiện quấy nhiễu nên không bị những người khác khống chế, áp lực lập tức giảm bớt rất nhiều, lúc này tần phong lại đá liễu bắt đến, thật sự đưa kẻ thù đến tận cửa. Trình đại thành không chút suy nghĩ, trường thương trong tay đâm ra một thương. Phốt! Một chiêu đâm xuyên qua trái tim liễu bắt. Thiên tài liên minh hắc ám vô cùng phách lối này lại chết đi như thế. Lúc này, lôi ưng và hàng thành minh còn chưa kịp ra tay, liễu bắc đã chết, tình huống lập tức trở nên lúng túng. Hai đánh hai, một người trong số đó còn là cấp dê, hoặc nhìn là tính thế tất thắng. Hết lần này đến lần khác, tên cấp dê này lại là một quái thai, ngay cả năng lực giả cấp C cũng không phải đối thủ, tình huống lập tức xoay chuyển. Tần Phong cười lạnh nói, Trình Tổng, ta lại tặng ngươi một cái đầu, ngươi còn dám nhận không? Trong mắt Trình Đại Thành bùng lên sát khí đầu chó của lôi ưng sao? Nhận, vì sao không nhận? Bóng dáng tần phong lập tức biến mất, tấn công về phía lôi ưng. Quanh! Một quyền đánh xuống, lôi ưng lập tức bị đánh vào mặt vặn vẹo như là bánh quai chèo, xoay tròn bay ra ngoài, một hàm răng cũng bị đánh rụng hết. Phanh phanh phanh! Tần phong đánh ba quyền hai cước, đánh cho lôi ưng hoàn toàn không có sức đánh trả. Trong lòng lôi ưng vô cùng sợ hãi, biết căn bản không có cách nào đánh tới Tần Phong. Lúc này, Hàng Thành Minh thấy tình huống không đúng lại bỏ chạy trong chớp mắt, nhưng Tần Phong cũng không có thù sâu hận lớn gì với Hàng Thành Minh, cũng khinh thường đuổi giết đối phương, tất nhiên để đối phương thuận lợi trốn thoát. Nhưng lôi ưng lại không may mắn như thế, trong chớp mắt, đã bị Tần Phong đánh đến phụ mẫu cũng không nhận ra, Tần Phong cười lạnh nói, lôi ưng, lôi tổng, cảm giác thế nào? lúc ấy ở sau khi rời khỏi thế giới ý thức lực liên minh nhân loại có từng nghĩ đến ngày hôm nay không trong mắt lôi ưng toàn là vẻ bối rối thật ra đừng nói nghĩ tới hôm nay sau khi rời khỏi thế giới ý thức lực hắn ta cũng chưa từng nghĩ tần phong sẽ giết ra ngoài như thế ngay cả quản uy cũng không truy sát được cho nên ngày nào tần phong chưa chết ngày đó trong lòng lôi ưng vẫn chưa thể thả lỏng tất nhiên cũng không dám động vào bốn thành bắc hải Lôi ưng có một loại cảm giác, nếu hắn ta trở thành thống đốc bốn thành Bắc Hải, chắc chắn Tần Phong sẽ giết hắn ta. Trình Tổng, tặng ngươi, Tần Phong đưa tay muốn bắt lôi ưng. Ngay lúc này, mặt đất đột nhiên chấn động, động đất lại xảy ra vào lúc này. Giữa Tần Phong và lôi ưng loại nứt ra một khe hở khổng lồ. Mặt đất nứt ra nhưng tình cảnh phía dưới lại khiến đôi mắt người ta tỏa sáng, lại là một mảnh địa mạch mẫu tinh, lôi ưng chỉ nhìn thoáng qua, nhưng ngay sau đó quanh người đã tụ tập được lôi điện. Trước đó tốc độ của Tần Phong quá nhanh, nhanh đến mức Lôi ưng cũng không thể tập trung ý thức lực điều động phù văn, lúc này mới bị động chịu đánh. Nếu không phải Lôi ưng ăn rất nhiều thiên tài địa bảo, vừa nãy nắm đấm của Tần Phong đã đánh chết hắn ta, lúc này có cơ hội chạy trốn, Lôi ưng đâu dám dừng lại. Điện thiểm. Trong chớp mắt, quanh người Lôi ưng tràn đầy tia sáng màu tím hình thành một tia sáng hình chữ Z chạy ra hơn trăm mét lại không dám dừng lại chút nào, quanh người bao phủ một tầng ánh sáng bạc. Hắn ta lại dùng phù văn không gian chạy trốn, chờ đến khi tầm mắt khôi phục lại, lúc này lôi ưng mới thở vào một hơi. Ta lại chạy được, ta còn sống. Tần phong, ta sẽ không để ngươi được thoải mái. Đúng rồi, trong cái khe trước đó có phải có địa mạch mẫu tinh không? Hình như rất nhiều. Trong lòng lôi ưng xuất hiện cảm giác không cam lòng và ghen ghét, nếu không phải Tần Phong xuất hiện, đống địa mạch mẫu tinh tuyệt đối là của hắn ta, thật ra lôi ưng đoán không sai, trước khi Tần Phong sống lại, lôi ưng cũng dựa vào khoản tài phú này khiến thực lực tăng nhiều. Thậm chí Lưu Nghị, Vương Tiễn, Lưu Nghị, Hàng Thành Minh cũng là như thế, đáng tiếc Tần Phong xuất hiện thay đổi vận mệnh của mấy người này. Vương Tiễn đã chết, Lưu Nghị và Lôi Ưng giải tán, Hàng Thành Minh chạy trốn, Liễu Bắc chết trong tay Trình Đại Thành tất cả cơ duyên vốn thuộc về đám người này đều sượt qua vai, lúc này, Tần Phong nhìn địa mạch mẫu tinh dưới đất, đôi mắt tỏa sáng. Trình Đại Thành cũng thấy được. Ôi, vị Tần Huynh đệ này, nhanh giúp đỡ chút đi, Trình Đại Thành hô lên, vừa nãy hắn ta chỉ thuận tay giết liễu bắt, nhưng cương giáp qua ngư vương vẫn ở đây, chỉ là Tần Phong mắt biết tai ngơ, nhảy thẳng vào trong vết nứt. Thanh vương đao cắm vào trong bùn đất, khai quật nhưng địa mạch mẫu tinh đó ra tốc độ của tần phong rất nhanh trong chớp mắt địa mạch mẫu tinh ở phần rìa đều bị đào móc ra chỉ là tốc độ của hắn rất nhanh phản ứng của trùng tộc cũng không chậm chúng nó có năng lực cảm ứng trời sinh với địa mạch mẫu tinh chẳng mấy chốc đã chen chúc đến vết nứt không quá lớn chỉ rộng hơn hai mét dài hơn ba mươi mét trong chớp mắt đã bị trùng thú phá hỏng cút ý thức lực của tần phong xuất hiện địa ngục hỏa thảm lập tức bao phủ toàn bộ vết nứt có bao nhiêu trùng thú đến, có bấy nhiêu trùng thú chết. Nội lực của Tần Phong lại quán chú vào hai tay, long phách kích. Long trảo màu vàng điên cuồng vào vách vết nứt, lộ ra địa mạch mẫu tinh ở bên trong. Tần Phong điên cuồng thu lấy. Ngay lúc này, trong vết nứt có một mảnh thủy quang rơi xuống, dập tắt địa ngục hỏa. Tần Phong lập tức núp trong cái lỗ lớn do long phách kích đánh ra, nội lực cương khí được mở đến mạnh nhất ý thức lực của Tần Phong cũng cảm ứng xung quanh. Thì ra Trình Đại Thành bỏ lại cương giáp qua ngưu, nhưng cương giáp qua ngưu cũng không đuổi theo ngược lại đi vào trong vết nứt. Sóng nước mang theo độc tố lập tức lấp kín vết nứt này. Nội lực cương khí của Tần Phong nhanh chóng tiêu hao. Cứ tiếp tục như vậy, Tần Phong nhất định bị đối phương chặn chết ở trong chỗ này. Thanh vương đao của Tần Phong xoay tròn, bắt đầu điên cuồng đào móc bùn đất. Bùn đất bị nội lực của Tần Phong đè ép, chia ra một lối đi tần phong phá đất mà lên cương giáp qua ngư vương còn thả ra dị năng với vết nứt nhưng cũng cảm ứng được sự xuất hiện của tần phong thân thể khổng lồ thay đổi phù văn hệ thủy tụ tập lại rầm rầm một mảnh thủy triều bao phủ đến hỏa diễm bôn tập tần phong lập tức xuất hiện ở một phương hướng khác tránh né thủy triều này sau đó ý thức lực điều động vận dụng ra phù văn hệ hỏa từ xa chỉ một cái dung nham trụ oanh một dung nham trụ cực lớn lập tức xuất hiện trên người cương giáp qua ngưu lập tức nâng cương giáp qua ngưu lên xác ngoài của cương giáp qua ngưu vương vô cùng cứng rắn nhưng lúc di chuyển thân mềm sẽ lộ ra ngoài dù đối với dị thú khác cũng có được da thịt cứng chắc lại có lực phòng ngự yếu hơn rất nhiều thậm chí căn bản không có thực lực chống lại tần phong một chiêu công kích này lập tức đánh cương giáp qua ngưu vương bị thương sát ngoài nặng nề lại mạnh mẽ tắm vào trong vết nứt trước đó. Nhưng loại dị thú này đã sớm có trí tuệ, lập tức điều động dòng nước nâng thân thể lên. Tần phong đâu để đối phương được như ý, nội lực kinh khủng quán chú vào trong thanh vương đao. Hỏa diễm đao mang. Từng đạo ánh sáng dung nham như thực chất không ngừng vung lên, đã giết đến. Cho dù là thú vương cấp C, lúc này cũng không chịu nổi, thân thể lần lượt bị tần phong chặt đứt, huống chi, thú vương cấp C này vốn đã bị thương, bị đám người trình đại thành vây công đã không phát huy ra thực lực mạnh nhất. Không đến 20 chiêu, Tần Phong đã chém giết con cương giáp qua ngư vương này. Địa ngục hỏa Ngọn lửa thiêu đốt, thân thể cương giáp qua ngư vương bị hủy diệt, lập tức có hai viên tinh thạch to lớn rơi ra ngoài. Một viên tinh hạch năng lượng hệ thủy cấp C kích cỡ quả bóng rổ, một cái khác là địa mạch mẫu tinh còn lớn hơn quả bóng rổ một vòng, hơn nữa con cương giáp qua ngư vương này đã thôn vệ ba ngày, nếu lại cho đối phương một đoạn thời gian, e rằng tiến hóa thành thú hoàng cũng không phải vấn đề. Có thể nói, nếu không nhanh chóng lấy ra địa mạch mẫu tinh, hoặc là không nhanh chóng đồ sát những trùng thú này, sai thần sơn sẽ càng ngày càng kinh khủng. Thậm chí sau này trở thành khu cấm. Chỉ có một tháng đầu còn có thể lấy được địa mạch mẫu tinh, lúc khác chỉ có thể dùng mạng và vận khí đi chiến đấu, tiện tay ném đồ vật vào trong trang bị phù văn không gian, tần phong lại nhảy vào cái rãnh sâu cương giáp qua ngư vương tử vong, tất nhiên dòng nước trong cái hố này cũng biến mất không thấy gì nữa, tần phong bắt đầu đào móc hơn nữa có khí tức cương giáp qua ngư vương tử vong, trùng thú khác cũng không dám đến đây, lại thuận tiện hơn rất nhiều chỉ là trùng thú không dám đến, nhân loại lại dám một bóng người xuất hiện trong vết nước tổng giám đốc tập đoàn đại thành trình đại thành đã đi rồi còn quay lại tần tiên sinh vừa rồi thật sự cảm ơn ngươi trình đại thành khách sáo nói với tần phong vì cái gọi là kẻ địch của kẻ địch là bằng hữu lần này cũng may có tần phong ở đây nếu không trình đại thành chắc chắn không chạy được tần phong dừng động tác trong tay sau khi thấy trình đại thành trực tiếp lấy ra vũ khí ta cũng không dám nhận lời cảm ơn của trình tổng nếu không lại xuất hiện trùng thú cấp thú vương gì nữa Tần Phong mỉa mai nói. Nếu nói vừa nãy không phải Trình Đại Thành cố ý, hoàn toàn là lừa quỷ. Nhưng Tần Phong cũng không thất vọng, năng lực giả đến cấp C có ai không phải cáo gì. Thực lực lòng dạ cũng không thiếu. Ha ha, Tần Tiên Sinh nói gì vậy, trước đó ta cũng bị ép đến bất đắc dĩ, là bị cương giáp qua ngư vương ép đi. Tần Phong lắc lư thanh vương đao trong tay, câu nói này nói cho người khác nghe có lẽ còn có người tin, Nói cho ta nghe thì ta chỉ cảm thấy buồn cười. Tần Tiên Sinh có ý gì? Trình Đại Thành cảm thấy Tần Phong này thật sự không dễ đối phó. Sao nói trở mặt là trở mặt, không phải trước đó còn rất tốt sao? Còn tặng đầu Liễu Bắc cho mình, phải biết rằng Liễu Bắc là người được treo giải rất cao trên mạng truy sát. Không có ý gì, ta và Trình tổng vốn không quen biết, hiện tại ta bị Liên Minh Nhân Loại truy nã không thích bên cạnh có người khác, Trình tổng rời bước đi khuôn mặt trình đại thành đen sì